Thân chào anh em đã trở lại kênh của mình. Nội dung trong video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ cho anh em là cách xóa được cái logo cấp cấp khi đăng video lên TikTok nha anh em. Anh em nào chưa biết theo dõi tiếp video này của mình, bây giờ mình xin được bắt đầu. Trong video này mình không chia sẻ cho anh em cách làm video, chỉ chia sẻ cho anh em cách xóa được cái logo. Bây giờ mình sẽ tạo một cái video để đăng lên TikTok, xuất hiện cái logo cấp cấp. Và tiếp theo nữa là một cái video để xóa được cái logo cấp cấp. Bây giờ bắt đầu cái video thứ nhất nè. Anh em chọn xuất ở đây. Đây, đã đăng lên TikTok. Logo cấp cấp nằm ở đây nghe anh em. Bây giờ mình trở về để tiếp tục một cái video nữa nè. Bây giờ anh em chọn xuất không có hình mờ. Đây, video đăng lên mất cái logo cấp cấp rồi nghe anh em. Còn chữ cấp cấp ở đây chỉ là cái đường dẫn đến mẫu tạo video, chứ không phải là logo đâu nghe anh em. Mình xin dừng lại nội dung ở đây. Nếu anh em thấy thích nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ mình. Chúc anh em nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp của mình. Xin chào.